Chào các bạn, mình là Việt đây. Hôm nay mình sẽ review QYM Pro 2024 rồi mà bây giờ mới review QYM Pro thôi chứ. Tại vì trước đó đã có nhiều bạn nói mình review QYM Pro, nhưng mà tất cả các bạn đều nói mình là review QYM Pro chứ không nói là bản nào. Không biết là bản có 500, bản mắt clip hay là bản Bone Core UV. Nên mình múc hẳn trước là phiên bản 500 luôn. Và trên tay của mình là QYM Pro phiên bản nội địa, nghĩa là nó sẽ có cái hộp như thế này, nó sẽ tiện hơn là nó sẽ đóng nắp mở đồ á. Còn cái loại quốc tế thì nó sẽ là cái hộp này. Hộp này thì nó xuất hiện từ năm 2020, nó cũng sẽ chống va đập khá là ổn đấy, tốt thì không hẳn nha, nhựa đó thì đập cũng dễ vỡ đấy, nhưng mà mình không thích cái loại đó. Như vậy thì nó không đẹp là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó hơi bị cồng kềnh á, thì quốc tế hay là nội địa thì nó cũng chỉ khác nhau ở cái hộp thôi, còn cái bên trong nó vẫn y chang nhau, Rubik vẫn vậy, nó không có thêm cái gì cả. Đấy. Ôi, đơn giản như vậy thôi. Cái này thì có thêm cái này nữa hả? Ok, tưởng đơn giản như vậy thôi chứ ra không phải. Nói chung là cái phần này thì có thể là khó sử dụng, nhưng phần này thì sử dụng dễ nè. Ví dụ như là các bạn muốn tập cái cảm giác thi đấu á, thì như thế này, mở ra. Hoặc là các bạn chơi giải đấu online á, như thế này, trọng tài kêu, bắt đầu, mở ra các kiểu, đấy như vậy. QYM Pro logo thì cũng đã rất là lâu rồi. Để tiếp tục chuyên mục là ASMR. Cái điều đầu tiên mà mình cũng khá là ghét đó chính là nó bị tràn lớp như thế này. Đấy, nhà sản xuất lúc đầu lúc cho các bạn thì cũng được, nhưng mà không lúc thì càng tốt. Cái vấn đề này thì nó cũng không có gì to tát cả. Bề mặt của QYM Pro thì sẽ là nhựa nhám như thế này. Các bạn cũng đừng có thần thánh hóa cái lớp nhựa nhám này. Đúng là khi mà chơi nó cầm cảm giác nó mềm tay, nó không bị trơn trượt nhiều. Nhưng thứ nhất, các bạn ra mồ hôi tay nhiều hay là các bạn dính dầu mỡ gì đó thì 10 lớp nhám nó cũng không đỡ nổi đâu. Và cái thứ hai nữa là cái lớp nhám này nó cũng chỉ là nhựa thôi, nên khi mà các bạn chơi một thời gian dài, các bạn ma sát nhiều thì nó cũng sẽ mòn thôi. Về màu sắc thì lần này QYM họ đi theo đa số, nghĩa là màu sắc sẽ phù hợp với nhiều người chơi hơn, chứ không phải là cái màu xanh chuối như ngày trước nữa. Khi mà mình cầm trên tay thì nó cũng khá là nhẹ, để coi nó được bao nhiêu nha. 76g, một cô Rubik khoảng tầm 80k 90k, 75g, chờ thử nha. Về cảm giác đầu tiên khi mà mình chơi khối này thì nó cũng chỉ là tham khảo thôi nha, chứ không quyết định gì sau này cả. Thứ nhất là nó rất nhanh, nó nhẹ, nó rất là thoải mái luôn. Không ngờ lần này QYM họ quay lại với những dòng giá rẻ thì nó rất là tốt. Và cái thứ hai nữa là khối này thì mình chưa có chỉnh gì nhiều, nên nó sẽ dễ mất kiểm soát, nhanh tới mức mà dễ mất kiểm soát luôn á. Ốc thì nó cũng không hẳn là quá lắm, nhưng mà những cái vấn đề đó thì nó có thể cải thiện sau này khi mà mình đã quen khối này rồi, và mình đã lúp lại rồi, và mình đã chỉnh lại rồi thì nó sẽ còn khác nữa. Về phần cắt góc, bốn năm đồ có thể cho là hơi quá sức, nhưng mà như này rất là tốt là được rồi. Còn cắt cược thì 4-5 độ vẫn vô tư. Đấy, cắt góc này thì nó cũng chỉ là tham khảo thôi nha, chứ đừng có thấy nó cắt góc dở là chơi nó dở, nó còn nhiều yếu tố lắm. Lũ 500 thì nó cũng không có quá mạnh, nhưng mà cũng đủ để giữ sự ổn định lại được rồi. Tại vì mình không phải là một người chuyên chơi 500 mạnh, nên mình cũng không đánh giá cao 500 mạnh làm gì đâu. Bây giờ câu qua phần ốc thử nha. Thì ở đây có nói là sẽ dùng tu vít để chỉnh cái phần ốc này, thì thôi khỏi chỉnh làm gì, cứ để như vậy. Chỉnh số, để coi. Chỉnh số thì các bạn sẽ có 11 kiểu chỉnh. Và để nhận biết là nó sẽ có một cái đường rãnh ở đây là để nhận biết cái số nào, thì ở đây sẽ có những cái số chẵn và lẻ, các bạn có thể tùy chọn, có thể chỉnh bằng tay cũng được nè,
số càng lớn thì lực nén của lò xo nó sẽ càng nặng. Mình thấy thì nó đang ở mức số 6 này, và mức này thì nó sẽ là mức số 6. Ồ đúng luôn, tại vì đây là chia giữa chẵn và lẻ nên có những cái nó thì hiện số và không hiện số. Thì ở đây là mức trung bình là 66. Còn bạn nào muốn mạnh hơn thì có thể chỉnh nó thành mức 7, 8, 9, 10, 11. Còn nhẹ hơn thì cứ 5, 4, 3, 2, 1. Ồ, cái này xoay khá là dễ à. Đấy, mức số 1 là nó sẽ tích xuống luôn. Mức 6 đi. Chân gốc thì nó cũng y chang như là các dòng Rubik bây giờ và trước đó thôi, cũng một kiểu như vậy. Có khác á, thì cũng có thêm đại ma sát như thế nào thôi, rồi thêm cái chỗ này nó như thế nào thôi. Và chân gốc thì nó có gì thôi, còn lại thì thiết kế cũng như vậy. Phần cạnh á thì không biết giống cái gì, nhưng mà nói chung là như này. Cái rãnh này á thì không biết giữ lúc được hay không, nhưng mà giảm ma sát thì cũng rất là nhiều đấy. Tại vì nó mất nhiều như thế này cơ mà. Coi khả năng là gốc này cũng được, nhưng mà mình phải làm cho nó chuẩn thì nó mới dễ quay được đó, thấy không? Cái này là mình cố tình mình làm á thì nó mới như vậy nha. Còn khi mà các bạn chơi á thì mình nghĩ là cũng khó có thể gặp cái trường hợp đó. Và tổng kết lại thì đây là một khối Rubik có thể nói là rất phù hợp cho những bạn mới tập chơi. Về tầm giá thì nó có thể là cạnh tranh với các sản phẩm cùng tầm giá, nhưng mà để nói về một cái gọi là mới thì đây là một cái sản phẩm đủ điều kiện để cho những bạn mới tập chơi luôn. Sẽ có như là nhanh, nhẹ, cảm giác chơi nó thoải mái, êm và mượt, ổn định thì đó là do lúc của các bạn và các bạn chỉnh như thế nào nữa, thì cái đó là vấn đề của các bạn. Còn về nhanh, nhẹ, chơi thoải mái thì nó đã có rồi. Thì những bạn mới tập chơi thì cũng có thể chơi QGM Pro cũng được. Các bạn sẽ thấy một số bạn đó là Rubik nhanh, nhẹ mà mất kiểm soát như thế này thì nó dễ bị hỏng finger grip. Ừ thì cái đó cũng là một cái lý do, nhưng mà mình thấy cũng đừng có quan trọng cái vấn đề đó. Nếu như các bạn chơi quen cái điều đó thì sau này các bạn dùng Rubik xịn hơn, các bạn vẫn có thể dành chủ được nó thôi. Thì sau này các bạn cũng quen cảm giác đó mà. Bây giờ các bạn mới tập chơi, các bạn cứ mua những loại Rubik cắt góc kém hay là Rubik mà chơi tệ đi. Thứ nhất là phí tiền, thứ hai là phí thời gian. Tại vì sau này các bạn cũng đâu có nhớ cảm giác đó đâu. Các nhà sản xuất bây giờ họ đã bắt đầu chăm chút hơn cho sản phẩm của họ. Kiểu như là họ muốn người chơi có cảm giác chơi thoải mái, nhanh, nhẹ. Thì không chơi đi, tội gì phải lấy những loại Rubik cũ là cái gì, đúng không? Thì mỗi thời thì sẽ có những loại Rubik của thời đó, nên các bạn cứ theo thôi. Và đó là những cái ý kiến cá nhân của mình.